Nãy mới rồi đó, chị làm chén nước mắm mặn với. Chị cười rồi ha. Hôm qua chị khóc miếu quá quá. Con khóc hoài chứ gì. Bây giờ à, mấy đứa này mấy nói trời cho thằng ngoại mất lâu rồi, sao mày khóc ngoại nhiều khi lên buồn tuổi mày nhớ lại. Chị nói thôi khóc lớn nè, đi kiếm ghế ngồi. Thôi kệ kệ, ngồi đó đi con. Đây đây đây. Không có con, ngồi đó đi, em ngồi đó đi. Chị nói với anh không có buồn gì hết á. Ông phải thấy nó hãnh diện. Người ta có một bà mẹ thương, cũng nói nó có được ba bà mẹ thương. Chị anh cũng hơi buồn về cái chuyện mà à, má nó không có đi tìm đó. Thì chị có nói, chị nói bà mẹ mà rước con như vậy mà không tìm là một cái hy sinh của má con. Má con nghĩ rằng mình muốn cho con ở với mẹ, cho mẹ cuộc sống của con nó tương đối nó ổn định hơn. Đó cũng là một cái hy sinh của một bà mẹ. Rồi mẹ, riêng mẹ này mà khi mất mà không có đi thưa đi đòi hỏi đó, là cũng nghĩ là lúc đó thằng Vinh nó, Vinh nó mới có tuổi rưỡi hai tuổi gì đó, rồi đó đoàn cũng bắt đầu làm, rồi mới giải phóng vô hỗn độn lắm. Thành ra có một người mà thương con như vậy mà hết lòng mà trời ơi, lúc đó má nó gan lắm. Chị mà đi thưa cái là bắt được là ở tù liền á, bắt cóc con ta mà. Mà Kim Quang nó đòi tìm nặng nó về nó nuôi. Chị nói thôi, đây cũng là một cái tình thương, tôi để cho nó. Thì rồi, mà các bà mẹ mà hy sinh nhất nhiều cho nó nhất là bà mẹ đây, bà mẹ cuối. Bà mẹ cuối cùng của đó đó là có người yêu, có đám hỏi rồi. Nhưng mà khi mà thấy có đứa con vậy thì hơi dụ dữ thì nó trả, trả đồ lên hết. Trả nhẫn, trả cưới rồi ở vậy tới giờ nuôi con. Thành ra nghĩ là quanh nó có cái hạnh phúc là nó có ba cái bà mẹ mà hy sinh cho nó.